Bữa cơm nhà quê. Tất cả tránh ra mau, nhường đường cho quan lớn đi trước. Làm quan sướng thật, ước gì mình được như ông ấy thì tốt biết bao, đỡ phải khổ sở như bây giờ. Có nghe thấy ta nói gì không? Tránh ra mau. Ôi, ôi. À! Ôi, cái số của tôi. Sao tôi lại khổ thế này cơ chứ? Chàng trai, sao mà cậu lại khóc lóc thảm thiết thế? Để ta giúp cậu nâng chiếc xe thóc này lên. Đừng khóc nữa. Hả? Xe đã được dựng lên. Mau về nhà đi. Ông ơi, khoan đi đã ạ. Thưa ông, con bao năm nay nghèo khó, khổ cực. Ông có quyền phép trong tay. Con xin ông hãy rủ lòng thương, làm cho con được trở nên sung sướng với ạ. Ta có thể thực hiện những gì mà cậu ao ước, nhưng với một điều kiện. Thưa ông, điều kiện gì ạ? Ông cứ nói. Cứ mỗi điều ước, cậu phải đổi một thứ mà mình đang có, thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Ôi, tưởng gì, con này cũng đã lớn khôn, muốn lập nghiệp tại một nơi phồn vinh để ổn định lâu dài cùng cha mẹ. Con xin lấy nơi chôn rau cắt rốn này, nơi mà con đã gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm, để đổi lấy điều ao ước đó. Mong ông giúp cho con. Được. Ồ, căn nhà thật là đẹp. Xét cho cùng, nhà mình cũng không bằng một góc cung điện nhà vua. Ước gì mình được làm vua nhỉ? Tha hồ sung sướng, mình phải xin tiền ông ngay mới được. Cũng được thôi. Tuy nhiên, đây là điều ước lớn, nên cậu phải đổi thứ to lớn mà cậu đang có mới được. Thưa tiên ông, con có căn nhà là tài sản quý nhất, con lấy cái đó ra đổi ạ? Không, thứ quý giá nhất mà cậu đang có là tình cảm của những người thân. Nếu muốn làm vua, cậu phải mang thứ đó ra đổi mới được. Tình cảm người thân ư? Trên đời này, con có mỗi cha và mẹ. Chẳng lẽ... Vậy thì thôi. Nhưng để được làm vua, để sống những tháng ngày sung sướng, thì con đồng ý đổi. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Thưa ông, thật khó khăn cho con, nhưng con vẫn đồng ý đổi. Được thôi. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Mình bây giờ đã ở tột đỉnh của sự sung sướng rồi. Ôi, buồn quá. Bao nhiêu của ngon vật lạ mà mình không thể nuốt nổi. Ước gì có cha có mẹ ăn cùng, thì dù có là cơm rau cơm dưa cũng cảm thấy vui vẻ. Tiên ông ơi, tiên ông ơi. Sao thế chàng trai? Cậu đã làm vua rồi mà vẫn chưa thấy hài lòng ư? Thưa ông, cứ tưởng có ngai vàng điện ngọc là hạnh phúc, nào ngờ lại cô độc đến thế. Lúc nào cũng chỉ thấy có người dân nước lã cúi đầu trước mình, có tâm sự gì cũng chẳng thể chia sẻ cùng ai. Buồn quá ông ơi. Thế thì cậu hãy tìm cái gì quý giá nhất của mình để đổi lại đi. Giờ thì con không biết phải lấy thứ gì cho xứng để đổi lại tình cảm gia đình đây. Đúng rồi, con có sức khỏe. Con xin lấy sức khỏe của con để đổi lại những người thân cùng tình thương mà họ dành cho con ạ. Sức khỏe là vốn quý giá nhất của con người. Cậu nên suy nghĩ kỹ đi. Thưa ông, con đồng ý đổi. Dù con không có sức khỏe thì vẫn được người thân chăm sóc, vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc khi được mọi người yêu thương và được tâm sự cùng họ. Chứ còn như bây giờ thì cảm thấy chán quá. Nếu cậu đã nói vậy thì ta bằng lòng. Trời ạ, sống giữa vinh hoa phú quý nhưng không còn chút sức lực để hưởng thụ thì có đáng gì cơ chứ? Thì ra ngày trước con đã có trong tay rất nhiều thứ mà không hề biết. Chẳng phải tình cảm gia đình, quê hương bản quán và sức khỏe là những tài sản vô giá ư? Thế mà con lại ngu dại đem đi đánh đổi những thứ hư danh không thuộc về mình. Để giờ phải khổ thế này, cứ mãi đi tìm hạnh phúc ở đâu cơ chứ? Tiên ông,
tiên ông, con đã hiểu ra rồi. Xin ông hãy cho con trở lại như ngày xưa. Con cầu xin ông. Không, không. Ồ, con tỉnh lại rồi à? Sao ngủ gì mà gọi mãi không dậy thế? Mình làm em lo quá. Cả đời con chỉ ngủ một giấc thế thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu ạ. Ngầm vượt tiểu lộ. Xin hoàng thượng cho thần được bắt mạch lại cho người xem sao. Bệnh tình của người đã có chút tiến triển, nhưng xem ra không được nhanh như mong muốn. Hiện giờ thần có biết một thứ có thể giúp người khỏe lên nhanh hơn. Thứ gì vậy? Bất kể là thứ gì, dù xa xôi đến đâu, miễn là có trên đời, ta đều sẽ tìm cách mang về bằng được. Khanh mau nói đi. Dạ, đó chính là viên ngọc hộ thân có hiện ánh đầu rồng, bảo bối gia truyền của nhà họ Vương ở Dương Vân. Viên bảo ngọc đó có khả năng phát sinh khí, giúp người yếu bệnh chống bình phục. Nếu đeo nó thì chắc chắn bệnh tình của người sẽ sớm thuyên giảm. Thật vậy ư? Hay quá, vậy đã có hy vọng rồi. Ta mới nhận được mật báo, nhà họ Vương sắp phải cung tiến ngọc quý lên vua. Đường từ Dương Vân tới Kinh Thành nhất định phải qua vùng sông độc đạo này. Còn cơ hội nào tốt hơn thế chứ? Thủ lĩnh nói phải, chúng ta sắp cướp được ngọc quý rồi. Tất cả hãy nghe cho rõ, phải chú ý nghe ngóng, xem chúng sẽ đi khi nào, đi thế nào để mai phục. Ta sẽ đích thân cùng tiểu lý tới tận phủ họ Vương thám thính. Phen này nhất định không được để bại chuyện, nhớ chưa? Rõ, thưa thủ lĩnh. Đường từ đây lên kinh không thể không qua Vu Sơn. Nơi đó nổi tiếng có toán cướp hung hãn, tham lam. Lệnh vua lại rất khẩn. Ta biết tính cách gì đây? Chủ nhân cứ bình tĩnh rồi từ từ nghĩ cách mà. Biết tính cách gì đây chứ? Phải rồi, ta có cách này. Đóng thuyền to để lên kinh ư? Đúng, vương gia đợt này được vinh hiển rồi. Ôi, thế này phải mau kiếm gỗ tốt thôi. Phải đấy. Cần tìm mua gỗ tốt để đóng thuyền lớn, kiên cố. Ai có gỗ tốt sẽ được trả giá cao. Đích thị chúng đóng thuyền để chở viên ngọc báo lên dân vua. Về nhắn với cả hội cứ án binh bất động. Khi nào chúng đóng xong thuyền và khởi hành, ta sẽ thông báo, rõ chưa? Rõ, thưa thủ lĩnh. Cho tôi gặp Vương Dương đại nhân. Tôi có xe gỗ tốt lại vô cùng quý hiếm. Được, vào đi. Cứ đóng thuyền cho tốt vào. Cho dù có bao nhiêu người đi hộ tống chăng nữa, rồi cũng chẳng thoát nổi tay ta đâu. Hôm nay không nghe thấy tiếng đục đẽo nữa. Chắc chúng đóng thuyền xong rồi, chuẩn bị lên đường rồi. Sao chúng lại mở tiệc linh đình thế này nhỉ? Hay tiệc tùng để tiễn đoàn thuyền lên đường? Nhà vua đã rất hài lòng và ban thưởng hậu hĩnh vì chúng ta đã công tiến ngọc quý kịp thời. Công lớn thuộc về lão bộc đây. Người đã không quản ngại đường xá xa xôi, một mình chèo đèo lội suối, vượt qua muôn vàn khó khăn để hoàn thành trọng trách nặng nề. Xin chúc mừng Vương Dương đại nhân lập được công lớn. Xin chúc mừng. Trời, thì ra lâu nay chúng đóng thuyền để đánh lạc hướng ta ư? Trời đất! Ai gieo vạ cho ai? Tăng tốc lên!
cơ nào, phải đến rừng thật sớm mới mong săn được nhiều thú hiếm. Mới sáng ra, ở đâu ra cái lão già gớm ghiếc này chứ? Dạ thưa bệ hạ, có lẽ là người dân vào thành buôn bán đó ạ. Bệ hạ vạn tuế! Mới ra khỏi điện mà đã gặp cái lão già gớm ghiếc này thì buổi đi săn hôm nay chỉ có về tay không. Rõ là đen, lính đâu gông cổ hắn lại, hạ ngục cho ta. Thật oan ức! Chuyện gì thế này, tôi đâu có làm gì sai mà bắt tôi. Thả ra, thả tôi ra! Mau giải đi cho khuất mắt ta. Xin bệ hạ tha cho lão, lão có làm gì đâu. Bệ hạ, bệ hạ! Đi mau lên cho thoát cái điểm gỡ. Buổi sáng hôm nay mà sôi hỏng bỗng không thì ta sẽ xử phạt cái lão già kia. Buổi sáng hôm nay thành công hơn mong đợi rồi. Truyền lệnh ta, tất cả chuẩn bị tập trung về điện nhé. Tuân lệnh bệ hạ. Cho ông lão ban sáng gặp ở cửa thành lên đây gặp ta. Dạ, cái người ban sáng bệ hạ tống ngục ạ. Thần sẽ cho gọi ông ấy đến đây ngay. Cứ tưởng cái bộ mặt ngu ngơ của ngươi là điềm gỡ, ai dè lại hóa điềm lành. Trẫm tỏ lòng thương, tha cho ngươi và xem đó là đặc ân trẫm ban. Đa tạ đặc ân bệ hạ. Sao ngươi lại thở dài thế? Dạ, điềm gỡ bệ hạ gặp sang nay lại hóa ra điềm lành. Còn kẻ tiện nhân này á phải trở dậy từ lúc gà gáy để đi kiếm đồng tiền bát gạo nuôi thân. Gặp bệ hạ lại bị tống vào ngục thất. May mà giờ được đặc ân của hoàng thượng. Mà ngẫm ra hắn nói cũng đúng. Nếu giờ xử phạt hắn, chẳng hóa lại càng chứng tỏ gặp vương quân ta là một điều xui xẻo ư? Chỉ còn cách này. Thôi, chuyện này bỏ qua. Coi như hôm nay ta mời lão vào cung làm khách, ta sẽ ban thưởng cho lão nữa, nghe chưa? Đội ơn bệ hạ, tiện nhân gặp được người quá là niềm may mắn và vinh hạnh ạ. Chuyến từ thiện. Khung cảnh núi rừng đẹp quá. Hình như đằng xa có con thác kìa. Ồ, đúng rồi, là thác nước thật đấy. Đây là lần đầu các em lên đây à? Dạ vâng ạ. Cũng là lần đầu tụi em làm từ thiện luôn, nên hồi hộp lắm anh ơi. Lần này khá vất vả đấy. Đang là dịp Tết thiếu nhi, cho nên nhóm tình nguyện của chúng ta phải chia nhỏ đi nhiều nơi phát quà cho các em. Vì vậy chuyến tình nguyện lên Bản Dốc lần này chỉ có 4 anh em mình thôi. Dạ, không sao. Chỉ cần thấy mình làm được việc gì đó có ích thì chúng em vui lắm rồi, không ngại vất vả đâu. Tuổi trẻ có khác, tốt, hãy giữ vững tinh thần và nhiệt huyết đó các em nhé. Dạ. Ồ, chúng ta sắp tới Bản Dốc rồi đó. Anh đã liên hệ trước nên cửu bản đã tập trung hết các em nhỏ lại rồi kìa. Dạ, chúng em cũng thấy rồi ạ. Chào bác, chúng cháu là nhóm từ thiện Hoa Hồng Xanh, đã liên hệ trước ạ. Vâng, chào các anh chị. Ồ, em muốn quà phải không? Được rồi, chị sẽ phát trước cho em. Hoa, dừng lại, em để hộp quà lên xe đi, chúng ta chưa phát ngay được đâu. Dạ. Em bé, em có thể tập hợp các bạn lại đây giúp anh một việc được không? Dạ. Tụi anh phải đi một quãng đường rất xa mới tới được đây đó, nên giờ ai cũng rất mệt, mà trên xe có rất nhiều đồ. Ai có thể giúp anh chuyển đồ xuống, anh sẽ trả công sòng phẳng. Dạ, em nè anh ơi. Thank you.
Rồi, bây giờ các em hãy xếp hàng để anh trả công nào. Anh à, em có thắc mắc tại sao hôm nay anh lại ngăn em phát quà cho em bé đó, rồi lại nhờ các em nhỏ chuyển quà xuống nữa. Chúng ta đâu mệt đến nỗi không làm được đâu. Tất nhiên anh làm vậy không phải do chúng ta mệt, mà là muốn tốt cho các em ấy. Các em ở trên này đều rất nghèo, và nếu có những đoàn từ thiện lên đây phát quà, nếu lần nào cũng nhận được sự giúp đỡ một cách dễ dàng, thì về lâu dài các em ấy sẽ mặc định cứ khó khăn là có người giúp đỡ. Tư tưởng ấy sẽ theo các em ấy lớn lên, và sau này các em ấy sẽ dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh thay vì cố gắng phấn đấu làm giàu. Như vậy thì bao giờ mới thoát nghèo? Ồ, đúng vậy ạ. Em hiểu rồi. Cho nên thay vì trao thẳng quà cho các em, anh đã tạo ra một lý do để chúng hiểu phải lao động thì mới có thành quả, phải không ạ? Đúng là một kinh nghiệm quý giá. Cảm ơn anh đã chỉ bảo chúng em. Không ngờ qua những chuyến từ thiện thế này, chúng em lại được vỡ ra nhiều điều đến thế. Lọ hồng. Em thử đặt mình vào địa vị của anh xem. Anh nói như thế em không quan tâm gì tới anh vậy? Sao em không chịu hiểu anh một chút chứ? Anh tưởng em sung sướng lắm sao? Anh muốn là ta ngồi cùng nhau giải quyết từ từ mọi chuyện. Em không muốn, em chán lắm rồi. Em không muốn nghe gì nữa. Mẹ ơi, hôm nay con nấu món mẹ thích này. Cảm ơn con. Lộc nó đi làm về tới đâu rồi hả con? Con gọi cho nó chưa? Con chưa ạ. Chắc là sắp rồi. Mẹ, con về rồi ạ. Ừ, vào ăn cơm đi con. Hôm nay nhiều món ngon lắm đó. Ăn cơm đi các con. Dạ, con mời mẹ. Mẹ ăn cơm ạ. Xem ra chúng chiến tranh lạnh rồi. Mai cuối tuần, hai đứa sắp xếp thời gian đi Mai Châu một chuyến đi. Mùa này hoa bắt đầu nở rồi đấy, đẹp lắm. Để khi khác mẹ ạ. À, tuần này con phải chạy tiến độ công việc nên không được nghỉ. Con cũng có hẹn gặp mấy thằng bạn rồi mẹ ạ. À, ừ, vậy thôi, để khi khác cũng được. Mẹ à, con ra ngoài chạy bộ một lát. Ừ, con đi đi. Con ra ngoài chạy bộ vài vòng cùng vợ, hít thở không khí trong lành đi Lộc. Con mệt lắm, không đi đâu. Một tuần sau. Ôi, mẹ, mọi hôm mẹ toàn bày lọ hoa trên bàn ăn mà, sao hôm nay lại đặt trên cửa sổ chứ? Lại đúng hôm trời mưa to gió lớn, suýt chút nữa thì nó đổ vỡ tan rồi. Mẹ cố tình để nó ở đó đó. Mẹ, sao lại thế ạ? À? Mẹ, sao cái bình quý như vậy mẹ lại để ra cửa sổ? Gió lớn là đổ vỡ mất chứ. Phải, nhưng mẹ thấy có những thứ còn quý hơn mà các con vẫn để ra trước gió lớn đấy thôi. Mẹ, mẹ nói gì thế? Bọn con không hiểu. Tình yêu, hôn nhân cũng giống như chiếc bình này, rất dễ rơi vỡ. Một khi đã vỡ thì khó có thể hàn gắn lại như cũ. Nếu các con chỉ vì lòng tự ái bản thân mà đem đặt tình yêu của mình trước gió lớn thì mẹ e
sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi vỡ tan thôi. Mẹ biết hai đứa đã là người lớn, biết cách suy nghĩ chín chắn, biết điều gì là quan trọng nhất. Mẹ, chúng con hiểu rồi. Thực ra mỗi lần chúng con giận nhau đều vì những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt thôi. Nhưng đứa nào cũng cố chấp, hiếu thắng cho nên... Mẹ à, chúng con sẽ không khiến mẹ phải phiền lòng nữa đâu. Em nói là phải giữ lời đó nha. Cả anh nữa đó. Thôi được rồi, hai đứa ăn cơm đi. Mẹ, con mời mẹ. Miếng này phần cho vợ nè. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.